quý cô chú, anh chị và các bạn. Chiều ngày hôm nay thì trời rất là mát, bởi vì nó mới mưa xong. Thì cái khung cảnh, nói chung là cái không khí của nó rất là thoải mái. Thì ngày hôm nay là chúng em có chạy ra đến biển Bà Mẹ Nam Hải. Thì chúng em sẽ quay phim cho quý cô chú và anh chị xem là cái cảnh mà biển Mẹ Nam Hải bây giờ như thế nào nhé. Và đặc biệt là ở cái khu vực ngoài biển này á, thì mình có rất là nhiều, như là mình có Hương Biển, hoặc là phía xa xa bên kia là mình đã nhìn thấy những cái cây điện gió rồi. Không biết lên hình có nhìn thấy không nữa ta. Thì một lát nữa chúng em sẽ chạy ra đến cái khu vực bên đó. Bây giờ thì thôi em mời quý cô chú anh chị mình là bây giờ mình sẽ chạy vô cái con đường mà đường biển chùa Mẹ Nam Hải. Thì đây là cái cảnh khu vực xung quanh. Bây giờ là mình đã đi qua lên cầu. Đây, cái con thuyền này là thuyền đánh cá đó nè. Rồi bên đây là cũng có những cái đò. Đi vô thôi, đi vô. Bây giờ là cái đường mà mình đi đến, chuẩn bị là đến mẹ Nam Hải rồi ạ. Hồi xưa khi mà mình chưa có xây xong cái cây cầu á, thì mình phải đi bằng đò, đi bằng thuyền nhỏ vô. Bây giờ là xong cầu rồi thì nó rất là thoải mái. Và ở hai bên đường á, khi mà mình đến gần chỗ chùa Mẹ Nam Hải thì mình cũng có thấy là người dân ở đây là họ bán đồ nè, bán những cái đồ sinh hoạt, quần áo, hoặc là có nhà trọ luôn. Đây là cái khu vực phía bên ngoài chùa Mẹ Nam Hải. Rồi bây giờ là chúng em sẽ đi vô chùa. Bây giờ này trời rất là mát cho nên đi rất là thoải mái. Vô chùa gửi xe hả? Gửi xe trong chùa. Đây à, bây giờ thì những cái người mà khách du lịch á, họ đến đây rất là nhiều. Bởi vì hôm nay là 19 tháng 6 dưới, cho nên là ngày lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm gì á. Này thì tụi em không có rành, tụi em chỉ được nghe nói thôi. Em đi vào thôi. Và đây là cái khu vực phía trước cổng của mình đây ạ. Thì bình thường mình hay gọi là Mẹ Nam Hải, tuy nhiên cái tên chính thức của cái chùa này đó chính là Quan Âm Phật Đài. Thì ngày hôm nay ở dưới của mình á, ngày âm lịch đó là ngày 19 tháng 6 thì có cái lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm, cho nên là bây giờ là mời quý cô chú anh chị là mình đi trong mình xem nhé. Nhưng mà đi giờ này thì nó đã bớt đông hơn cái ngày mà cái giờ trưa rồi. Bây giờ cũng tùy thôi, nhiều khi buổi trưa nắng quá người ta không thích đi. Mà thường nếu như mà tầm những cái người mà đi du lịch á, thì thường thì người ta cũng sẽ đi tầm 3-4 giờ. Đến đây là 3-4 giờ thì người ta chơi, người ta cúng. Đây là cái khu vực phía bên trong mình để xe hơi. Đây là cái con đường mà mình đi vô. Thì xa xa là mình đã thấy là cái bức tượng của mẹ Nam Hải màu xanh ngọc. Và hai bên khu vực buổi tối á, ở những cái ngày lễ á, thì họ có bán đồ như là ở ngoài Châu Đốc vậy đó. Mình không biết là bây giờ ở đây người ta đã xây xong chưa. Chứ khoảng 2 năm về trước mình đi thì nó còn chưa có hoàn thiện hết. Thực ra mà nói thì bây giờ là vẫn là chưa xây xong đâu, bởi vì cái khuôn viên này nó rộng dữ lắm. Nói chung là chủ yếu là có thể là mỗi năm thì họ là hoàn thành một khu vực thôi, chứ để nói là xây xong cái chùa này, cái kết cái khu vực này thì chắc là tầm 10 năm. Bên này thì cái khu vực hang đá, cái núi hang đá, thực ra là làm để cho nó đẹp thôi, nhìn cho nó đẹp hơn. Có nãy giờ mà đi từ ngoài vô trong thôi, đúng cũng đã mũi chân rồi đó, mà còn xa nữa vô trong nữa. Ở trong bây giờ là họ xây dựng lên rất là nhiều thứ, ở đây còn chưa xây xong hết nè. Bây giờ mình cứ nghĩ là không có ai đi nhiều ha, nhưng mà khi mà vô trong thì đông dữ lắm á. Cái lần mà mình đi á là lúc Tết á, vô đây mà giữa trưa nắng á nha, mà chen kính nhẹt hết trơn, không có đi được, không có nhích được luôn, lấp từ từ vô.
Thì cái tượng Phật ở đây, tượng Phật Bà Nam Hải ở đây của mình đó, thì thấp hơn cái tượng so với cái tượng Mẹ Đông Hải. Tuy nhiên là mình cũng có thể nhìn thấy là cái hướng nhìn của mẹ là nhìn ra cái biển Đông. Bởi vì người dân ở đây á, người ta cho rằng là khi mà đến những cái lúc mà ở những cái mùa mà đánh bắt cá á, thì bởi vì nhờ có mẹ khi mà hướng mặt ra cái biển Đông như vậy á, thì nó cũng làm cho là những cái cơn sóng á, nó bớt, nói chung là nó dịu đi, để cho mà người dân á, họ có thể làm yên tâm để đánh bắt cá, và nói chung là họ an toàn trở về. Thì ở đây thì người ta rất là thích, mỗi lần mà lễ hội hay là những ngày thường thì người ta cũng rất là thích đi đến chùa Mẹ Nam Hải như vậy để cúng bái. Có bà trai đúng không? Đây là cái khu vực mà để cúng dường. Đây thì cái khu vực đốt nhang. Đốt nhang ở đây thì mình chỉ được đốt nhang phía bên ngoài chứ không có được đốt nhang trong chánh điện. Có hả? Không, chánh điện không có đốt nhang, chánh điện chỉ có lại thôi. Đây gì hả? Cũng có nhưng mà nó ít. Hôm nay là ngày vía Quan Âm. Đây bây giờ là thấy còn tượng nè. Thì mình có thể nhìn là cái hướng mặt mà mẹ xây á, là xây ra phía biển phía ngoài kia. Và đặc biệt là ở cái bồn sen đó, cái hoa sen khi mà mẹ Nam Hải đứng trên đó, thì người ta có thể là người ta tưới nước á, lên cái bồn hoa sen xong rồi người ta lại rửa mặt mình để cho như là một cái ta cảm giác như là mình thông thái hơn, tâm linh, cái đó là người tâm linh. Đây là cái cảnh mọi người buổi chiều thì ngồi, khi mà mọi người cúng xong á, có thể là ăn trái cây tại đây luôn. Thì bây giờ là mình đi tham quan cái khu vực phía trong chính điện. Đó, chị đọc được 40 chữ trên kia. Không có biết đọc đâu. Chắc là Quan Âm Phật Đài. Không phải luôn, nói chung là không biết đọc. Ở bên đây thì mỗi bên, hai bên thì có 4 ông. Nhưng mà 4 ông này thì trong phim thấy nhiều, nhưng mà không nhớ tên. Không có nhớ tên. Đây là thường là người ta cắt nhang ở bên ngoài là nhiều. Ở phía bên trong này, khi mà mình vô trong mình quỳ lại á, thì mình nên bỏ dép ra. Bây giờ mình bỏ dép mình đi ngang thôi nha, chứ không quay nhiều. Đây là ở phía bên trong, thì bên này là Vương chủ nên... đề Vương Bồ Tát. Chủ đề Vương Bồ Tát. Còn phía bên trong kia là như là Phật Bà mà miền Tây á, miền Bắc miền Tây. Thiên thủ thiên nhãn Bồ Tát. Một bàn mình mắt mình tai, thiên thủ thiên nhãn mắt mình. Nói chung là chỉ dám đứng để quay sơ qua thôi chứ không đứng lâu được. Những cái nơi này thì để cho các cô chú anh chị mình nhìn sơ qua, rồi khi nào mà mình đến đây thì mình sẽ cảm nhận được nhiều hơn. Khu vực này là khu vực chánh điện, và bây giờ mình bên kia cũng là một cái khu vực khác luôn. Khuôn viên ở đây thì cực kỳ rộng. Khuôn viên ở đây thì em nhớ không lầm là nó đến tận 2.5 hecta. 2.5 hecta, cực kỳ là 2.500 mét hả? Không phải, không hơn nữa, hơn ta. Khu vực bên kia nè, này đây đi qua nè. Bình thường á, buổi chiều mình đi đường đó được luôn, mà bây giờ tận tấn rồi, đông lắm. Cái này là có 4 mặt, phía bên này mặt trái cầu là tài lộc sự nghiệp công danh,
mặt trái. Cái này là mặt trước, cầu bổn mạng, nghề nghiệp, chức vụ. Đây là mặt phải, đó là gia đạo, hôn nhân, tình duyên. Chắc mấy cô thích lắm. Mặt sau này là trí tuệ, pháp luật và công lý. Bây giờ là mình vào bên đây. Thì bên này cũng là một cái điện khác, nhưng mà nó không phải là chánh điện như là bên kia. Ở đây chỗ nào thì cũng có biển là xin vui lòng để dép ở bên ngoài. Và ở đây thì khu viên trước đó, thì mình thấy là có những cái cây bonsai ha. Mấy cây này cực kỳ nổi tiếng luôn. Bonsai. Kiền Liên Bồ Tát. Đây là giờ này ta chuẩn bị học kinh Phật rồi đó. Nói chung là sao nhìn những cái kiểu mà điêu khắc ở đây thì mình cũng thấy rất là tinh tế. Chạm con rồng, con phụng. Ở đây nè, mấy cái cột đó, nó được chạm đầu rồng á, thấy không? Nó chạm rất là tỉ mỉ. Bây giờ mình đi xích ra biển xíu. Xích ra phía sau. Hình như là thấy biển được phải không ta? Không thấy được đâu. Đâu? Lần đi đi tôi thấy mà. À, lần đi đi rồi nó chưa có xây rút dưới. Giờ nó xây rồi. Bây giờ là lên luôn. Nó có xây vậy cái hòn ngang bộ. Mình đi bên này trước đi. Đây. Mình đang chạy chiếu, chạy tới bãi của thầy Tân Tạng. Chuẩn bị cầu nguyện. Tấm bà không ta? Hình như là có. Tiên cảnh giả vậy đó, tiên cảnh nhân tạo chứ phải sao lại thấy là tiên cảnh giả. Ở đây thì có khoảng bao nhiêu bức tượng? Quá quá. Khi thì khu vực bên kia cũng tương tự như vậy, nhưng mà có cá gì bên này. Thì mình đi bên kia đi. Cá lặn hết rồi. Okay.
dáng ngồi của bà. Ông một cái tượng nó có một cái tên á. Và ở cái tượng nào thì cũng có để cái bảng Kinh Chú Đại Bi. Mỗi cái tượng đều đây là cái khu vực phía sau này của mình á, là sau này á là chuẩn bị là vẫn còn có thể là mở rộng ra thêm. Cá kìa, ở đây á mình làm cái con cá này gần giống như là một cái dạng như là gì nhỉ, cá chép há rồng. Khi mà các cô chú anh chị đến đây tham quan cúng dường hay là Phật Bồ Tát gì đó, bình thường thì họ sẽ đi hết mấy cái tượng ở đây họ lại luôn. Còn ở đây thì chúng em chỉ là đến để giới thiệu cho cô chú anh chị mình thôi. Mà đến cái đoạn này, những cái này thì những cái núi nhân đạo. Hôm nay có tắm bà không? Một lát phải hỏi nha. Nè cái cầu bên đây nữa nè, có cá không? Có. Bên dưới này có cá. Ở đây cực kỳ yên tĩnh luôn. Trời mới mưa á. Ông đây là cái cầu nhân tạo nữa. Nói chung là cái này là tụi em chỉ là đi sơ qua thôi á, mà bây giờ còn muốn quải thôi. Khuôn viên cực kỳ rộng luôn à. Rất linh động. Với những cái ngày mà vía bà như thế này á, thì không phải là chỉ có là người Bạc Liêu họ đến đây là để mà họ có thể cúng vái không đâu, mà là đa số là các cái khách du lịch ở những cái tỉnh khác cũng đến đây rồi họ xin cho giống như là cho họ xin về bình an hoặc là xin về công danh sự nghiệp là đều có hết, chứ không phải là chỉ có Bạc Liêu không. Chắc là em xin cảm ơn quý cô chú và anh chị đã xem cái video về chùa Mẹ Nam Hải này của chúng em. Và nếu như mà tụi em mà có điều gì mà còn chưa tốt đó, thì quý cô chú anh chị cũng có thể là góp ý ở phía bên dưới phần nhận xét cho em. Hoặc là nếu như mà mình có những cái gì, cái món ăn gì đó thì về Sài Gòn hay là ở đâu đó thì mình cũng có thể gợi ý luôn. Và quý cô chú anh chị cũng đừng quên là hãy nhấn đăng ký cái kênh của em để có thể là nhận được nhiều video mới nhất nhé. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.